Bangkok có nhiều ngôi đền để khám phá trong khắp thành phố. Trong đó bạn không thể không đến thăm chùa Wat Ranawa, còn gọi là chùa thuyền hay chùa xá lợi, một trong những ngôi chùa có kiến trúc đẹp và linh thiêng nhất Thái Lan. Trên bờ sông Chao Phraya ở quận Sathon tọa lạc một ngôi chùa hình thuyền nổi bật gọi là Wat Ranawa, một ngôi chùa ít được du khách nước ngoài biết đến. Wat Ranawa còn gọi là chùa thuyền hay chùa xá lợi là một trong những ngôi chùa cổ ở Bangkok. Chùa Wat Ranawa được xây dựng vào những năm 80 của thế kỷ 19, trong thời gian của vương quốc Ayutthaya, thời trị vì của vua Nang Khao Ramabha. Trước cả khi thành lập thành phố Bangkok, vào thời điểm đó ngôi chùa được gọi là Wat Kok Wai. Thiết kế độc đáo, ngôi chùa có hình dạng một chiếc thuyền. Khi tiếp cận ngôi chùa này, một trong những điều đầu tiên bạn sẽ nhận thấy là hình dạng và màu sắc lạ lùng của nó. Thiết kế độc đáo, hình chiếc thuyền trắng khổng lồ này chắc chắn sẽ lọt vào tầm mắt của bạn từ xa trước khi đến ngưỡng cửa của ngôi chùa. Trong triều đại của vua Lang Cloud, các tàu thuyền của Trung Quốc đã được thay thế bằng các tàu hơi nước. Chính vì thế ngôi chùa được xây dựng như một đài tưởng niệm cho các tàu thuyền của Trung Quốc đã có hoạt động thương mại mạnh mẽ với Thái Lan và mang lại sự thịnh vượng cho vương quốc của người Thái. Bạn cũng sẽ nhìn thấy ngọn tháp lấp lánh trên tầng thượng của ngôi chùa. Bên trong con tàu là một bộ sưu tập lớn các hiện vật Phật giáo, bao gồm các bức tượng các vị Phật, Bồ Tát, A-la-hán và các nhà sư nổi tiếng. Đây là một di tích rất linh thiêng đối với người Thái. Khi tham quan tại đây, thỉnh thoảng các du khách sẽ thấy họ đang cầu nguyện. Ngoài ra còn có một phòng thiền, một hiệu sách và một phòng thờ trong ngôi chùa này. Đặc biệt ở đây có bộ sưu tập các xá lợi quý hiếm của các nhà sư nổi tiếng. Các nhà sư đắc đạo khi mất sẽ để lại những xá lợi rất đặc biệt. Có những xá lợi như viên ngọc hồng ngọc, có những xá lợi như viên ngọc xanh, có những xá lợi như viên ngọc trai rất đẹp. Ở đây quý khách có thể thỉnh xá lợi về nhà để mang lại may mắn cho bản thân và cho gia đình.
đằng sau chùa đó là bến sông, nhìn thẳng ra sông Chao Phraya. Ở đây có rất nhiều loại cá không bị đánh bắt và giết hại, nên ở cá ở đây rất nhiều, đặc biệt là các loại cá tra. Vì theo người dân ở đây, trên đầu cá có các vết chấm lốm đốm như là các vết trên đầu các nhà sư, nên loài cá này không bị giết thịt. Ngoài ra ở đây còn rất nhiều chim bồ câu. Khung cảnh của chùa rất yên tĩnh, thanh bình khi đổ bóng xuống dòng Chao Phraya huyền thoại, càng làm nên sự huyền bí và thanh tịnh của ngôi chùa.